Quý vị, chào mừng quý vị quay trở lại Vanessa trong cái bản tin của buổi sáng ngày hôm nay ngày 11 tháng 10, ngày 11 tháng 8 năm 2021. Thì hôm nay Vanessa muốn chia sẻ cho quý vị cái thông tin về cái gói cơ sở hạ tầng, nội dung chi tiết cũng như là một cái thông tin rất là vui và đặc biệt đó là cái sự mong muốn của bà Pelosi muốn được uh, uh, nhìn thấy cả hai cái gói Pass One và Second Pass. Um, Uh, pass One thì là cái gói uh, gọi là cơ sở hạ tầng, á, uh, Infrastructure Investment and Job Act có tên là như vậy Và cái second pass là cái Human uh, Infrastructure có nghĩa là cơ sở hạ tầng nhân sinh Thì trong buổi sáng ngày hôm nay uh, có một cái tin rất là vui đó là Thượng viện trong sáng sớm của ngày thứ tư ngày 11 tháng 8 đã thông qua kế hoạch nghị quyết ngân sách trị giá 3.500 tỷ mà chúng ta vẫn đang lo sợ là liệu nó có được thông qua cái nghị quyết ngân sách này để đi vào cái bước uh, cuối cùng cho hai cái gói này được lên bàn và thành đạo luật hay không thì bắt buộc phải bước phải phải uh, bước qua phải thông qua được cái uh, Vốt của cái nghị quyết ngân sách uh, đồng ý trên cái khoản nội dung của cái gói 3.500 tỷ này Vậy thì 3.500 tỷ này nó có những cái gì thì bạn sẽ chia sẻ cho quý vị cũng như đây là một cái công lao rất là lớn của ông sender người mà đã đưa ra cái đề xuất ra cái dự luật quan trọng đó là mở rộng Medicare trong cái phần gói 3.500 tỷ này và những cái vấn đề liên quan tới biến đổi khí hậu cũng như education giáo dục và những cái chương trình chăm sóc healthcare, child care khác nữa. Thì trước khi vào chia sẻ chi tiết của cái nội dung cái view ngày hôm nay văn rất mong quý vị like, share, đăng ký kênh ủng hộ văn Cảm ơn quý vị rất là nhiều thì um, thượng viện hôm nay sáng sớm ngày thứ tư ngày 11 tháng 8 đã thông qua kế hoạch nghị quyết ngân sách trị giá 3.500 tỷ và với cái số phiếu là 50 phiếu thuận và 49 phiếu chống tại vì quý vị biết là cái này là chỉ có đảng dân chủ họ đồng ý thôi đó quý vị thì cái này họ dùng theo cái kiểu là số nhiều thắng số, số thiểu số đó quý vị thì tại vì bên um, đảng cộng hòa là có một người không có bỏ phiếu cho nên là họ đã uh, thông qua được với cái số phiếu sát sao 50 trên 49 và ông 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 thượng nghị sĩ Mike Crow của Đảng Cộng hòa tại tiểu bang South Dakota đã không bỏ phiếu được vì phải chăm sóc cho vợ đang bị đau bệnh đó thì đây là cái lý do mà một người của Đảng Cộng hòa đã không có mặt thì thượng nghị sĩ uh, ông Sander đó quý vị, ông ấy là bên của bên Đảng độc lập nhưng mà ông ấy hiện tại đang là uh, chủ tịch của bên uh, Ủy ban ngân sách thượng viện đó, người chịu trách nhiệm phần lớn về nội dung của dự luật, nói rằng đây sẽ là một cái luật có ảnh hưởng lớn nhất đến gia đình người dân Mỹ kể từ kế hoạch New Deal của tổng thống. Franklin của thời thập niên 30 thì từ ngày đó cho đến bây giờ thì cái này được coi là một cái luật mà khổng lồ nhất đâu quý vị có ảnh hưởng lớn lao nhất tới những gia đình của người Mỹ. Kế hoạch ngân sách này có các điều khoản như là chi trả cho việc nghỉ và lý do gia đình hay là sức khỏe này đó là những cái quý vị mà người ta dùng cái từ là family leave với quý vị thì quý vị có thể nghỉ do gia đình của quý vị có việc hoặc là lý do của quý vị thì quý vị sẽ được hỗ trợ ở trong những điều khoản đó. Rồi thì hỗ trợ cho tất cả các cái trẻ em từ 3 đến 4 tuổi được vào được đi học cái trường preschool đó miễn phí quý vị nha. Rồi cải thiện hệ thống an ninh mạng này, rồi tu bổ các cơ sở bệnh viện, cựu chiến binh, rồi giảm thuế cho người Mỹ có lợi tức hàng năm từ những người mà có cái income dưới 400.000 triệu trở xuống là sẽ hưởng lợi về vấn đề thuế, còn những cái người người ta dùng cái từ là healthy thách heo heo tech đó thì những người đó là những cái người mà có cái mức income rất là cao, người giàu đó quý vị thì sẽ bị đánh thuế tăng lên nha quý vị, đó giống như kiểu lấy của người giàu chia cho người nghèo đó quý vị. Và cái chương trình Medicare để trả cho chi phí về răng, mắt và tai thì trong khi mà À, độ tuổi thì sẽ được hạ thấp xuống và lại còn được cộng thêm những cái chương trình về các bộ phận trên mặt của quý vị nhà tăng tai mũi họng đó rồi à, các thượng nghị sĩ của phía phía dân chủ thì nói kế hoạch này sẽ được chi trả cho việc tăng tăng thuế trên những người có lợi tức cao và giảm bớt chi phí y tế lợi tức cũng như là phát triển kinh tế dài hạn các gia đình có lợi tức uh, income ít hơn 400.000 thì sẽ được hưởng lợi và những giới tiểu thương, các cái nông trại gia đình thì sẽ không bị tăng thuế. Trên sàn của thượng viện ông Sanders đã nói rằng hôm nay chúng ta đã đưa nước Mỹ đi về một hướng rất khác. Người dân Mỹ muốn có một chính quyền đại diện cho tất cả mọi người chúng ta chứ không chỉ một thành phần nhỏ. Dự luật này sẽ yêu cầu những người giàu có trong quốc gia sẽ phải khởi sự trả khoản thuế hợp lý để chúng ta có thể đáp ứng được nhu cầu của các gia đình lao động, của những người cao niên, của trẻ nhỏ cũng như là những người đau yếu và những người nghèo thì những người mà giàu có họ sẽ bị đánh thuế với cái mức uh, cao và có thể là dùng họ sẽ dùng những cái tiền đó để mà uh, chi trả cho những cái khoản hỗ trợ cho những gia đình lao động, cao người cao niên và những trẻ nhỏ và những người đau yếu và những người income low income nữa. Đó. Phía Cộng hòa đã đả kích rằng các đề nghị ngân sách của dân chủ sẽ là sự Uh, sự lãm phí, phí phạm tiền bạc, tăng thuế gây thiệt hại cho nền kinh tế Và tạo ra lạm phát mạnh và các cái nguy hại khác cho nước Mỹ Đó là cái sự uh, nhận, nhận xét của đảng Cộng Hòa Và cũng chính vì những lý do đó mà họ đã không bỏ phiếu Cho cái gói nghị quyết ngân sách Nội dung của cái nghị quyết ngân sách bao gồm 3.500 tỷ này Phía đảng Dân Chủ tại Hạ Viện hôm nay vào vào hôm thứ ba thì cũng nói là thượng viện thông qua được cái dự luật thì hạ viện sẽ quay trở lại nếu như mà thượng viện sẽ thông qua cái nghị quyết ngân sách trong 3.500 tỷ này thì hạ viện sẽ làm việc trong vòng 3 trong vòng 2 tuần nữa quý vị nha thì hạ viện đang trong thời gian nghỉ hè và sẽ quay trở lại trong 2 tuần tới và họ sẽ làm việc trên cái hai cái mục này thì đây cũng là cái thông tin phải nói rất là vui và họ để cái tiêu đề là uh, Tổng thống Joe Biden đã chiến thắng Ở cái vấn đề là thượng viện thông qua kế hoạch ngân sách trị giá 3.500 tỷ quý vị nha Đó coi như là một cái thành công uh, rực rỡ cho Tổng thống 46 uh, Tuy nhiên bên cạnh đó thì có một số những cái bài báo họ cũng đưa ra cái uh, cái cái nội dung là canh bạc cơ sở hạ tầng của đảng dân chủ thực sự có vẻ như là nó có thể hoạt động họ dùng cái từ game bồ đó quý vị là canh bạc đó và tại sao họ dùng những cái từ ngữ như vậy thì quý vị thừa biết là giữa hai bên họ bên đảng cộng hòa thì không bao giờ họ nghĩ là đảng dân chủ có thể thông qua được cái gói 3.500 tỷ kia nhưng mà hôm nay chính thức là họ đã thông qua cái nghị quyết ngân sách này rồi và cái bước cuối cùng nó sẽ đến rất là gần không còn xa nữa và coi như là nó đã xong rồi đó quý vị thì uh, Thượng viện đã cố gắng giữ cho mọi tiến triển theo cả hai hướng và một dấu hiệu cho thấy cái tiếp cận cuối cùng này có thể sẽ thành công đã được thể hiện đó chính là cái sự uh, thông qua cái nghị quyết ngân sách 3.500 tỷ vào sáng ngày hôm nay với số phiếu là rất may mắn luôn 50 trên 49 đó quý vị không hiểu tại sao ông kia ông ông biên đảng cộng hòa và ông ốm ông, ông không đi bỏ phiếu được đó quý vị đó thì còn lại là trong cái gói 1.200 tỷ đề xuất của lưỡng đảng ngày hôm qua thì họ đã thông qua với cái số phiếu là 6930 là lưỡng đảng thông qua quý vị nha chứ không phải là chỉ có đảng dân chủ thông qua thì trong cái mục cầu đường cống rãnh đó thì 19 người của đảng cộng hòa đã vote thì 19 cái ông bà đó thì ngày hôm qua em cũng đã đọc tên cho quý vị rồi thì coi như là chúng ta sẽ bây giờ sẽ chỉ còn chờ đợi để họ bên hạ viện họ quay trở về làm việc sau 2 tuần nữa họ nghỉ phép quay trở lại là ok thôi thì sẽ đi đến cái bước cuối cùng thôi thì ba năm trăm tỷ có cả chai khe rồi chai tech credit rồi free học phí cho mẫu giáo đấy là những cái mục quan trọng mà mọi người quan tâm rồi free học phí cho cộng đồng rồi những cái khoản nói chung là bây giờ là đi vào cái ổn định rồi không còn vướng mắc nữa rồi. Tại vì lo nhất là cái vụ mà họ không có thông qua được cái nghị quyết ngân sách ba năm trăm tỷ đó quý vị, thì sẽ rất là khó, sẽ giống như là lại phải tách nó ra rồi lằng nhằng lắm rồi hạ viện họ không có uh, vote nữa thì nó còn lằng nhằng nữa. Nhưng mà thôi, coi như là hôm nay là một cái tin vui để cho mọi người uh, hướng tới một cái hai cái tuần nữa xem cái tình hình nó ra sao, thì em sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị đó thì và sao cũng xin dừng cái video tại đây có những tin tức mới nữa thì em sẽ lại lên để cập nhật và thông báo cho quý vị nha. Và hôm nay thì cái um, có cái cuộc cái oi gì lịt của bên uh, CPI gọi người ta gọi là cái um, Uh, cái công văn thống kê cái phần trăm lạm phát thì họ dự tính là nó sẽ cao hơn cả 5.4% đó quý vị tại vì là hôm nay thì rất nhiều bài báo đã tung ra là cái tỷ lệ lạm phát tăng rất là nhanh khi mà việc làm bao bách trở lại đó thì uh, em sẽ xem cái công văn họ release vào mấy giờ thì em sẽ cập nhật và thông báo cho quý vị trong cái live của Vanessa trong kênh MMV của cuộc sống Mỹ vào ngày hôm nay quý vị nha rồi thì nó ảnh hưởng đến thị trường market đó quý vị hôm nay lao dốc Hôm nay mà ai có tiền mua tiếp mã vaccine nó đang đáy, đang gặp đáy dưới 400 rồi đó Rồi mm. mấy nữa này hít lên hơn 100, nay nó giảm đúng 100 đồng luôn đó quý vị Thì uh, chúng ta để ý những cái mã vaccine để cho nó an toàn hơn Có thể nó lao dốc xuống như vậy chúng ta có cơ hội để chúng ta mua Rồi nó sẽ quay lại thì chúng ta lại uh, bán ra đó thì Vanessa sẽ chia sẻ qua qua như vậy thôi Em sẽ lên live stream để chia sẻ tiếp cho quý vị những cái thông tin về cái công văn lạm phát và cái dự báo plan cuộc họp của bên fed quý vị nha hẹn gặp lại quý vị bye bye